buổi sinh nhật ấm áp của cô tiên trong tịnh thất Ngọc Đạo. Trong xã hội ngày nay, hình thức tổ chức sinh nhật không còn xa lạ đối với chúng ta nữa. Đứng về góc độ tích cực thì đây là cơ hội để họp mặt bạn bè, người thân mến với nhau. Mỗi sinh nhật trôi qua là bạn thêm một tuổi mới, là thời khắc để bạn nhìn lại thời gian qua mình đã trưởng thành như thế nào, mình đã làm được những gì, cần thay đổi những gì và có dự định gì cho tương lai. Với người Phật tử như chúng ta thì sinh nhật điều quan trọng là tránh sát sinh và hãy phóng sinh. Không nên tổ chức sinh nhật hoành tráng, nhộn nhẹt, thâu đêm, náo nhiệt. Vào ngày này nên làm nhiều điều thiện như bố thí, cúng dường, phóng sanh. Những gì gieo hôm nay đó sẽ trổ quả trong ngày mai. Các bạn thấy không, hôm nay cô Tiên tổ chức sinh nhật thiền trà trong chùa đấy. Và thầy trò cùng ngồi trên sàn nhà với những ly trà ấm áp, thấm tình đạo vị. Là dịp để chị em, bạn bè tụ họp về chùa, quây quần bên nhau, chúc mừng sinh nhật bằng những lời chúc tốt đẹp nhất. Chiếc bánh được cắt ra và mọi người cùng thưởng thức. Nhìn quanh, ai cũng nở trên môi nụ cười hoan hỷ. Chỉ có trà và bánh thôi mà tiệc sinh nhật đâu kém phần hoành tráng, đúng không người thương? Đó đúng thật là giây phút của hạnh phúc, là được gặp bạn bè, được nhận thêm nguồn năng lượng an lạc từ quý thầy. Theo Phật giáo, không có chủ trương mừng sinh nhật, nhưng quý thầy và sư cô trợ duyên cho Phật tử. Và nhân đây, quý thầy chia sẻ thêm về những điều hay ý nghĩa của ngày sinh nhật, ngày tiếp nối. Thì thành ra cái ngày mà mình được sinh ra đó, mình có thể gọi đó là cái ngày mình được biểu hiện ra. À. Rồi cái sự sống của mình á cũng không phải là chỉ kéo dài có 70 năm, 80 năm hoặc là 90 năm, những người sống thọ là hơn 90 năm. Mà cái sự sống của mình á là nó luôn luôn nó tiếp diễn như vậy. Đến cái ngày đó đó, nó chỉ là chấm dứt cái sự biểu hiện, ngừng cái sự biểu hiện đó để mình tiếp tục cái trạng thái mình biểu hiện qua một cái hình tướng khác, tùy theo cái nghiệp duyên và cái phước đức của mình. Thì khi mình nhìn cô Tiên đó thì mình thấy một cái form, một cái hình sắc là một người phụ nữ 60 tuổi. Mình bị kẹt vô cái ý niệm là một người phụ nữ đẹp, một người phụ nữ thành đạt, một người phụ nữ luôn mang một cái niềm vui đến cho tất cả mọi người, đi làm từ thiện vân vân. Người bạn của mình là như vậy, người chị của mình là như vậy, người bà của mình, người cô của mình là như vậy. Nhưng mà mình nhìn với cái con mắt sâu thiền quán với cái con mắt của Đức Phật đó, thì mình sẽ không còn thấy cái con cái hình tướng này nữa. Mình thấy trong đó đó là yếu tố của nước, yếu tố của đất, yếu tố của lửa, ăn từ tâm thức của mọi người, tâm thức của cộng đồng. Vì vậy nên cái ngày hôm nay đó, mình có thể thấy nó là một cái ngày tiếp nối cái sự biểu hiện của mình ở cái cuộc sống, ở cái thế giới này. Mà ngày hôm nay cũng là một cái ngày nhìn với cái hình sắc, nhìn với cái nhìn của thế gian này, nó cũng là một cái tiếng chuông chánh niệm để nhắc nhở cho mình biết rằng tôi thế nào cũng phải già, và tôi thế nào cũng phải bệnh, và tôi thế nào cũng phải chết. Và ngày hôm nay cũng là ngày để mình có thể, cái ngày hôm nay để ý thức, để nhắc nhở mình là cái sự biểu hiện của mình ở giữa cái cuộc đời này là mình phải mang ơn rất là nhiều. Cái ơn gần nhất mà mình luôn nhớ nghĩ đến mà cô cũng đã chia sẻ đó là ơn của mẹ mình. Cái người phụ nữ gần nhất đã mang nặng đẻ đau 9 tháng cu mang để mà ươm mầm cái hình hài từ một cái giọt máu rất là nhỏ để có thể lớn dần. Rồi kể cả bao nhiêu năm khi mà sinh mình ra và nuôi nấng mình. Mà hồi xưa thì cái điều kiện nó đâu có được như bây giờ. Thì nếu mình nhìn như vậy thì mình thấy được cái ngày hôm nay nó mang rất là nhiều cái ý nghĩa. Nó không có chỉ là một cái sự chúc mừng giống như là giả diễn ở bên ngoài cuộc sống, gặp nhau rồi đi đến quán nhậu chúc mừng happy birthday này kia, rồi uống rồi ăn rồi chơi với nhau, mà nó không có động lại.
Mà nếu mình nhìn cái ngày hôm nay với một cái tuệ giác, mà nhìn với cái theo cái lời dạy của Đức Phật đó, mình thấy nó vô cùng và ý nghĩa. Nó luôn 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 nhắc nhở mình để mình quay trở về với tự thân của mình. Hôm nay, cô Tiền xin chân thành biết ơn quý thầy và cảm ơn tất cả người thương đã đến Tỉnh Thất Ngọc Đạo giữ buổi thiền trà sinh nhật. Một lời cảm ơn không bao giờ là đủ với tất cả những tình cảm thân thương Tiên nhận được. Tiền xin giữ mãi trong tim mình. Những hình ảnh đẹp ngày hôm nay, tất cả những người có mặt đều là những người tôi yêu, tôi thương và những người thương tôi, yêu tôi quý lắm. Cuối cùng, xin kính chúc tất cả an lành.